Tôi viết những dòng cảm tác này trên một đất khách lạc loài, cách quê mẹ nghìn trùng xa thẳm. Nhưng không vì nghìn trùng xa thẳm ấy mà cách mặt xa lòng. Song trong tôi vẫn da diết nhớ về quê mẹ như một trẻ thơ vừa mới bỏ vú mẹ hôm qua. Nhưng riêng tôi, lúc nào trong mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh, dẫu phải vất vả lo cho nghiệp sống nơi chính mình,
Nam Cộng Hòa. Nhưng cô đơn và đớn đau thay, tôi chẳng biết chọn một lời lẽ nào để diễn tả đúng với niềm đau năm tháng ấy. Một khi phải giã từ vũ khí, cũng là lúc người lính Việt Nam Cộng Hòa nhìn súng thẹt, nhìn gươm xấu hổ. Nhưng người lính thua trận, cho dù đã hụt hẫng thế đứng, nhưng vẫn nghiêng về một phía chính nghĩa. Sự cô đơn của người lính là mang theo một thứ mặc cảm chán chường, không còn dám nhìn thẳng, sống trong tâm trạng như người lạ mặt trên quê mẹ, cũng như trên đất nước lạ mặt lạ người. Mặc dù đó là đất nước của mình và là những người thân của chính mình, nhưng họ nhìn người lính thua trận như nhìn người không quen. Cho dù mới ngày hôm qua còn thân thiết quyến luyến, hôm nay mùa xuân trên miền đất Lưu Phong đã bắt đầu gối hạ. Tôi nên ngẫm đến ngày giỗ của Việt Nam Cộng Hòa, ngày của quân dân miền Nam Việt Nam oai hùng bị bức tử, ngày của các bọn thế lực đồng chí ngoại lai. Sau những ngoắt ngoéo về chính trị, bọn chúng cùng nhau manh tâm bán đứng miền Nam Việt Nam. Và cũng là ngày người lính Việt Nam Cộng Hòa bị trói tay cột chân bởi người đồng minh Mỹ. Họ đã phản bội không báo trước, thật đáng ghê tởm. Người lính Việt Nam Cộng Hòa không còn một viên đạn, không còn một trái hỏa châu soi sáng. Chúng ta cần soi sáng. Soi sáng để nhận diện rõ bộ mặt xảo trá, lật lọng gian manh của kẻ thù. Bọn chúng vẫn dùng cái điệp khúc đường xưa lối cũ, từ mậu thân lật lọng cho đến Hiệp định Paris phạt bội. Bởi người đồng minh cốt lõi trắng trợn phản bội, khi xanh như lá, lúc bạc như vôi. 30 tháng 4, ngày giỗ. Ngày giỗ của bao chiến sĩ hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trên đất mẹ. Máu xương của các anh đã nhuộm thắm trên nương khoai, ruộng vườn, từ bìa sừng này đến đồi cao dốc thẳm nọ. Nơi nào cũng có in chiến tích hiển hách và máu xương của các anh, cho miền Nam được phú cường, cho người người được ấm no hạnh phúc. Nhưng hỡi anh, trách người một, trách ta mười, bởi vì ta quá tin lời ở người bạn đồng minh chung thủy, chung tình, chung sức. Nhưng giờ thì nghĩ mình lại thương mình bấy nhiêu. Tiếc thay cho cuộc chiến kéo dài trên 20 năm đã mang lại cho người lính Việt Nam Cộng Hòa những gì tưởng không đơn giản, như lời một người tình nói với người yêu: ngủ đi em, mộng bình thường. Không ai có thể dại dột tin đến thế. Thế mà chúng nó gói trọn ta trong ta và bỏ ta vào trong cái gọi là giấc ngủ Nam Kha. Khi bừng mắt dậy thấy mình tay không. Không bao giờ quên anh bằng những lời tâm sự với những anh hồn vị quốc vong thân, như một lời tình buồn ngắn nhất cũng như là lời dài nhất mà trong 39 năm qua người lính sống còn trong cuộc chiến đã chưa có dịp thực hiện những điều thiết thực để tưởng nhớ đến người lính đã nằm xuống ở giờ thứ 25 của cuộc chiến 1975.
là vĩnh viễn ra đi. Nước mất là mất theo nước, nhất định không hàng giặc. Lẫm liệt thay, hiệt hách thay, hãy chém đầu thần rồi sẽ hàng, của một Trần Thủ Độ trên 200 năm trước vẫn còn in bóng trong tim các ngài. Đất nước rơi vào tay giặc thù, ngôi vị của các ngài là lấy sự tận trung để đền đáp sơn hà xã đắc, lấy sự tận hiến để đền đáp công ơn thê nhi gia tộc. Được tin buồn các ngài tuẫn tiết, theo gương trung liệt tiền nhân, đã là lúc máu chảy ruột mềm. Toàn quân dân cán chính miền Nam khi nghe hung tin, tim như dạt vỡ, bàng hoàng như trong cơn chim bao. Thương nhớ đến các ngài, thương nhớ nhất đời. Sống phi tướng, tử phi thần, anh hùng tử, khí thiên bất tử. Các ngài đã trở thành vị thánh thời đại 1975 của một võ tánh, của Ngô Tùng Châu, của Hoàng Diệu, của Nguyễn Tri Phương, vân vân. Bại trận là nhục, đầu hàng còn nhục nhã hơn nữa. Nhục mất nước và kéo theo biết bao nhiêu điều sỉ nhục. Nhục không dám chết, nhục không chết được. Nhưng thưa các ngài, chúng tôi biết sống là nhục, nhưng phải sống để chịu nhục còn hơn là phải vào luồn ra cúi, tìm chút công thừa việc bẩn từ kẻ thắng ban cho. Rồi mai này, bảng vàng bia đá sẽ khắc tên các ngài, tên các ngài sẽ ghi đậm nét trên trang sử Việt. Các ngài mất đi đã làm dạng tiết nghìn thu cho con cháu mai hậu muôn đời tôn thờ kính phục. Tên các ngài sẽ được đời lưu danh thiên cổ. Chúng tôi mãi nhớ các ngài, cho dù ở bất cứ không gian và thời gian nào. Các ngài tuẫn tiết không phải ở nơi chiến địa hiểm nghèo, mà ở trên cái bến cuối cùng của cuộc sống. Các ngài nằm xuống cho hận thù vào lãng quên, cho hậu thế tôn vinh nhớ đời. Cái chết hiên ngang của các ngài, nơi có trụ cờ vàng ba giọt đỏ ngạo nghễ phất với bay trong gió, đã làm nhân chứng cho bất cứ sự hy sinh cao cả nào khác. Thưa các ngài, người đã ngủ yên bỏ lại đằng sau bao phiền lụy của cuộc sống, linh hồn các ngài đã về với hồn thiêng sông núi, nơi chốn bồng lai, hay đã tự tại nơi chốn thiên đường nào đó. Nếu linh thiêng xin phù hộ cho con dân nước Việt. Chưa lập được đền thờ để tưởng nhớ đến các ngài, là những người lính thân phận lạc loài trên một đất nước.
còn hy vọng khi che già thì mắc mộng. Con cháu chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho bằng được. Một khi trở về quê hương nơi chỗ các ngài nằm xuống, sẽ xây đền thờ tưởng niệm các ngài, để mọi người dân Việt Nam lui tới nhang khói nhớ ơn các ngài. Lời tâm sự tuy mộc mạc nhưng rất chân thành. Chúng tôi không dám múa dìu qua mắt thợ, chắc chắn có nhiều lỗi lầm thiếu sót ngoài ý muốn. Sau cùng, chúng tôi xin